Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Tòa án nhân dân Hà Nội sẽ xét xử 7 bị cáo là cựu cán bộ trong vụ án liên quan cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vào ngày 22 tháng 7 tới đây. Các bị cáo gồm một người thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 4 người thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE Hai người thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD. Bảy bị cáo bị truy tố về hai tội danh: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Mục đích của các bị cáo là giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thổi giá cổ phiếu FLC, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Theo cáo trạng, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo cấp dưới và người thân trong đó có em gái là Trịnh Thị Minh Huế, thực hiện nhiều thủ đoạn để nâng khống vốn điều lệ của công ty Faros. Sau đó quyết bán chui cổ phiếu Faros thu về gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Để đưa 430 triệu cổ phiếu khống lên sàn niêm yết, Trịnh Văn Quyết và Đồng Phạm đã thực hiện nhiều bước, trong đó có các sai phạm sau. Sai phạm tại công ty kiểm toán. Báo cáo tài chính của công ty Faros không có cơ sở pháp lý, nhưng các báo cáo kiểm toán lại thể hiện nội dung trái ngược. Sai phạm tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Dù phát hiện nhiều sai sót trong hồ sơ đăng ký niêm yết của công ty Faros, nhưng vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng Lê Công Điền vẫn ký văn bản chấp thuận. Sai phạm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tổng giám đốc VSD khi đó là Dương Văn Thanh và trưởng phòng Phạm Trung Minh đã đồng ý ký ban hành giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho công ty Faros, dù biết hồ sơ chưa đủ điều kiện. Sai phạm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thức được hồ sơ của công ty Faros có vấn đề, nhưng Tổng giám đốc HOSE là Lê Hải Trà vẫn cùng các thành viên trong hội đồng chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS. Vụ án thổi giá cổ phiếu FLC là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất Việt Nam thời gian gần đây. Vụ án đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín thị trường chứng khoán. Việc xét xử 7 cựu cán bộ liên quan đến vụ án này được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo và góp phần trừng trị nghiêm minh những kẻ tham nhũng, lũng đoạn thị trường. Mới đây tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa 18, ông Trịnh Văn Ngọc, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, qua giả soát, sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thôn, toàn tỉnh có 245 cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý. Trong đó, cơ sở dôi dư thuộc các sở ban ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước quản lý là 11, 234 cơ sở nhà đất dôi dư thuộc các địa phương quản lý. Toàn tỉnh có 35 tài sản công của các cơ quan trung ương đã xử lý xong 15 tài sản. Tại huyện Can Lộc, trong số 3 trụ sở là Viện Kiểm sát huyện, Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện, Chỉ cục thuế, đã xử lý xong hai tài sản, chỉ còn lại doanh trại ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc cũ. Bí thư huyện ủy Nghi Xuân Đặng Trần Phong, tổ đại biểu huyện Can Lộc nêu vấn đề, hiện nay toàn tỉnh có 7 trụ sở huyện đội cũ, như tại Can Lộc gần chục năm nay để không, rất nhiều lần cử tri nhân dân kiến nghị vì để hoang gây phản cảm, nhân dân nói nhiều rồi nhưng không thấy giải quyết. Ông Phong chia sẻ, trụ sở sát nhập xã để hoang lãng phí thì lãng phí thật, để bò vào thì được, còn nếu địa phương cho ai mượn thuê để quản lý sử dụng ngắn hạn thì lại vi phạm, vì vậy cần mạnh dạn đưa ra chính sách nào phù hợp hơn để tránh lãng phí. Theo quy định, nhà đất thuộc cơ quan trung ương phải được đơn vị trình bộ, cơ quan trung ương chủ quản và Bộ Tài chính hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp nhà đất. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có trách nhiệm phối hợp và tham gia ý kiến theo đề nghị của các bộ ngành Do vậy việc xử lý các cơ sở nhà đất thuộc nhóm này phụ thuộc phần lớn vào tiến độ phê duyệt phương án và xử lý của các cơ quan trung ương. Điều này dẫn đến một số cơ sở nhà đất, mặc dù địa phương đã đôn đốc, phối hợp và có văn bản, có ý kiến kịp thời, tuy nhiên vẫn còn chậm trễ trong phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp. Theo ông Ngọc, giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, thời gian tới Sở Tài chính sẽ tham mưu thành lập tổ công tác để trực tiếp đôn đốc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý đối với các trụ sở, tài sản công dôi dư do sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo thông tin mới nhất, ngày 18 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ Bình Định Lê Văn Lịch đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Phong, nhiệm kỳ 2021-2026. Về mặt đảng, Ông Nguyễn Hữu Kiên cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Nguyên nhân do trong quá trình giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong, ông Nguyễn Hữu Kiên đã có những hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn. Trước đó, tại xã Mỹ Phong, huyện Phú Mỹ, công trình không phép của ông Nguyễn Chí Đông đã mọc lên cách trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong chỉ 200m. Tuy nhiên, việc chính quyền buông lỏng quản lý, chậm vào cuộc giải quyết đã để cho công trình dần hình thành gây bức xúc trong dư luận. Thời điểm còn làm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong, ông Nguyễn Hữu Kiên nói rằng do xây dựng khuất phía sau nên không thấy. Bí thư huyện ủy Phù Mỹ, Nguyễn Văn Dũng khẳng định, quan điểm của lãnh đạo huyện là cưỡng chế quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép để lập lại kỷ cương trên địa bàn. Trong đó, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nơi để xảy ra vi phạm. Hồi năm 2023, ông Đặng Văn Hợp, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ cũng bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển nhiệm vụ mới về làm cán bộ chuyên viên ban quản lý rừng phòng hộ. Hiện tại, công việc chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong được tạm thời giao cho phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Bình Minh. Mới đây, phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan đến kit xét nghiệm Việt Á xảy ra tại Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á, và một số đơn vị liên quan tiếp tục phần tranh luận. Trình bày bản luận tội, Viện kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho 7 bị cáo có đơn kháng cáo. Theo đó, ở tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ từ 15 năm xuống còn 13 năm tù. Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, từ 15 năm xuống còn 13 năm tù. Hồ Anh Sơn cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện quân y từ 12 năm xuống còn 10 năm tù. Ở tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Phan Quốc Việt từ 10 năm xuống còn 9 năm tù. Nguyễn Văn Hiệu, cựu trưởng phòng trang bị vật tư từ 7 năm xuống còn 5 năm tù. Lê Trường Minh, cựu trưởng ban hóa dược từ 6 năm xuống còn 4 năm tù. Ngô Anh Tuấn, cựu trưởng phòng tài chính Học viện quân y từ 4 năm xuống còn 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, từ 6 năm xuống còn 4 năm tù. Như vậy, bị cáo Phan Quốc Việt cộng với bản án 29 năm tù trong vụ án kit xét nghiệm xảy ra tại Bộ Y tế và một số bộ ngành địa phương liên quan, tổng hợp hình phạt chung cả hai bản án là 30 năm tù. Với kháng cáo của bị đơn dân sự là công ty Việt Á, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng không có cơ sở chấp nhận nên đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm bác bỏ. Theo đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, các bị cáo trong vụ bị cáo buộc vào năm 2020 có vi phạm trong việc sử dụng kinh phí nhà nước để nghiên cứu, sản xuất kit test Covid-19 gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng cho Học viện Quân y. Ngoài ra, trong quá trình mua sắm trang thiết bị kit test, các bị cáo chỉ định đấu thầu sai quy định, đồng thời nâng khống giá. Tổng cộng, Học viện Quân y đã mua số kit test trị giá hơn 81 tỷ đồng của Việt Á, gây thiệt hại hơn 27,7 tỷ đồng. Qua việc này, Phan Quốc Việt chia hơn 7,1 tỷ đồng hoa hồng cho nhóm sĩ quan Học viện Quân y. Đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp vì động cơ vụ lợi và dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc cấp phép kit test cho công ty Việt Á rồi bán thương mại. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ và kiểm sát viên thấy kháng cáo của họ đều hợp lệ theo quy định. Trước phiên phúc thẩm, Bị cáo Hùng được gia đình cung cấp thêm bằng khen của vợ con, bố mẹ vợ, đơn của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo đã khắc phục hậu quả. Tại tòa thể hiện sự thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực làm sáng tỏ vụ án, có thành tích trong công tác. Phan Quốc Việt có tình tiết mới được đại diện công ty Việt Á nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả cho bị cáo. Bị cáo có đóng góp tích cực, giúp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, đồng thời thành khẩn ăn năn. Bị cáo Hồ Anh Sơn có tình tiết mới là bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có công hiến trong giáo dục, phòng chống dịch bệnh. Viện kiểm sát quân sự Trung ương cho rằng cần phân hóa vai trò để áp dụng hình phạt với bị cáo một cách công bằng nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Sơn. Nhóm 4 người còn lại đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích trong công tác, trong đó có bị cáo từng tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Mới đây, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phần nào làm sáng tỏ vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam. 24 bị cáo trong đường dây này đều thừa nhận hành vi phạm tội và đối mặt mức án nghiêm khắc. Tại phần xét hỏi, các bị cáo bao gồm Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Dầu, Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thanh Thắng và 19 đồng phạm khác đều thừa nhận hành vi buôn lậu vàng. Các bị cáo cho rằng do thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã vi phạm pháp luật Đồng thời, họ bày tỏ mong muốn được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Dầu, cầm đầu đường dây buôn lậu, bị đề nghị mức án 17 đến 18 năm tù. Nguyễn Thị Kim Phượng, em gái của Dầu, cũng tham gia đường dây buôn lậu, đối mặt mức án 15 đến 16 năm tù. Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng, tiêu thụ vàng lậu bị đề nghị 10 đến 11 năm tù. Trần Thanh Thắng, người vận chuyển vàng lậu, bị đề nghị 12 đến 13 năm tù. 19 đồng phạm còn lại có vai trò khác nhau trong đường dây bị đề nghị mức án từ 5 đến 14 năm tù. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tịch thu toàn bộ vàng và tiền thu giữ trong quá trình điều tra liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Đồng thời, kê biên phong tỏa tài sản để đảm bảo việc thi hành án. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại tòa, đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người đúng tội. Việc các bị cáo dù hiểu biết pháp luật nhưng vì mục đích lợi nhuận cá nhân đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc kinh doanh vàng, đồng thời tác động tiêu cực đến sự ổn định phát triển ngành vàng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần áp dụng mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu và giảm nhẹ cho những người thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra và khắc phục hậu quả.